Sư cho con hỏi, con là nữ đã kết hôn, nhưng sau khi tham gia khóa thiền của sư và khóa xuất gia gieo duyên, con có ý muốn đi xuất gia luôn, tuy nhiên gia đình con rất phản đối, nhất là mẹ con. Nếu con nhất quyết đi xuất gia làm cho mẹ con buồn khổ mà dẫn đến ốm đau bệnh tật. Thậm chí mẹ con nói mẹ con sẽ chết nếu con đi xuất gia. Vậy nếu con đi xuất gia có phải mang tội bất hiếu với mẹ và bất nghĩa với chồng không? Con xin sư cho con lời khuyên. Thì nếu như nói ở trong kinh tạng ha, nếu dựa trên kinh tạng mà mình nói thẳng tưng luôn á, thì báo hiếu nó có ba bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Sư nói rất là nhiều rồi. Bậc hạ chăm lo tài sản, chăm lo vật chất cho cha mẹ. Bậc trung là giúp cho cha mẹ có chánh kiến, biết bố thí, có niềm tin nơi Tam Bảo, biết giữ giới. Bậc thượng là đi xuất gia. Cho nên việc mà mình xuất gia là bậc thượng. Và không ai có thể nói việc đi xuất gia là bất hiếu cả. Bởi vì Đức Thế Tôn, Ngài đã từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình để Ngài đi xuất gia. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên cũng từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình đi xuất gia. Cho nên ai mà nói việc xuất gia là bất hiếu là mình đang phỉ báng Phật, phỉ báng chư Thánh Tăng. Rồi còn đó là mình nói theo kinh ha. Hơn nữa Đức Thế Tôn còn dạy là mình không chỉ có một người cha, một người mẹ ở đời này, mà mình có vô số người cha, người mẹ ở nhiều đời khác trong dòng sanh tử luân hồi, và các vị đó đang trông chờ phước báo của mình tu tập để hồi hướng cho các vị đó. Rồi, đó là sư nói là thẳng tưng á. Rồi, còn khi ở áp dụng ở đời thì có đôi khi chúng ta cũng nên nhuần nhuyễn một tí, tức là thứ nhất là mình tìm cách mình thuyết phục, mưa dầm thấm lâu, rồi thuyết phục từ từ thôi, thì gia đình sẽ hiểu. Còn nếu mà quý vị muốn mà làm căng làm cương luôn á, thì đó là quyết định của quý vị. Nhưng mà tránh cái chuyện là vì quyết định của quý vị á, rồi gia đình của quý vị là kéo nhau tới cái chùa, rồi làm trận làm thượng ở chùa, thì nó không có nên. Cho nên á, là quý vị có thể cân nhắc ha.